Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu, lại một trận thi đấu thứ ba. Dũng Con cầm Seng ở trong cánh tươi rồi. Nhổn, ôn nhổn cầm Pơ. Bãi Hiếu 4 đã bắt đầu xếp hình ngay gần với nhà chính của mình. Tươi. Đây, đây là ôm Pơ nước của Việt. Sắp xếp mắc mình. Tôm cầm gì? Tôm cầm Hít. Vô, tươi rồi. Chúng ta cũng đến màn hình máy của Nhổn. Nhổn vẫn đang có một cái bài hiêu đầu cánh khá tươi. Choi Son Pan Pơ. Đừng bảo với tôi là bốn tư quý chém bên bên phía team Trường Sa. Thế đúng rồi. Còn IA nữa thì phải. Choi Son Pan Pơ và Ajinomoto. Vậy là cũng được rồi. Đưa các cầu thủ của phía Thái Bình rồi. Ngã từ Nhổn. Vẫn chưa thi đấu cả. Hiêu là mới có bãi hiêu đầu thôi. Voi ở đâu? Voi ở đâu dành cho Nhổn? Đây rồi, vừa nhắc cái có voi ngay. Phải bốn con voi. Nhổn bắt đầu phi hiêu. Lùa những bãi hiêu này lùa những con hiêu này về với nhà chính nhà của Nhổn. Khá tốt. Bãi hiêu đầu có 4 con thôi. Dù sao đấy là đủ điều kiện để cho Nhổn lên đời. Câu con voi kia về với nhà chính nhà mình. Câu không? Không câu. Không được rồi. Đóng cái VN tiếp theo. Nhớ bị tình trạng mít dần. Kia rồi, có một con voi. Đôi voi. Không phải. Như vậy là đồ dành cho Nhổn để lên đời cũng đã có. Nhưng mà có lẽ Nhổn cần phải dò thêm đôi voi nữa thì mới có thể phú vàng được. Vỗ đầu là cũng khá gần. Và Nhổn cũng quyết định đánh với cái bài 19 dần không? Và đánh với bài 19 không Nhổn. Nhưng mà dân trong nhà chính chưa còn nhiều. Thế đánh bài 19 dần bài này đang hơi khó. Có lẽ là tầm 21 dần. Kia bãi. Đấy. Đúng rồi. Nhổn vẫn còn đôi voi nữa cơ. Đôi voi này câu về với nhà chính nhà mình. Cũng lắm thì một con voi ăn BS thôi. Chứ không thể hai con voi đều chung một cái BS được. Nhổn vẫn đang có bài cầm Pơ cũng tạm tạm. Việt thì sao? Việt thì 4 voi về nhà chính. À không, đây. Không phải à, không có đồ lùa về. Quả thôi sang Nhổn thôi. Quay máy Việt tí, Việt về đổ lỗi. Lại soi máy đi đen. Thế mà tôi vẫn không dám soi. Đây rồi, con voi thứ hai được Nhổn đưa nó về nhà chính nhà mình. Rất tốt. Êm xịn. Con voi thứ 3 nữa. Nhổn quyết tâm dắt con voi thứ 3 về nhà chính rồi. 3 con voi này như vậy là cũng đã đủ cho Nhổn. Quyết tâm phải cần một con voi nữa. Phải có một con voi nữa, Nhổn cực khỏe. Nhổn mới chắc cú để lên đời. Chứ không thì vớ vẩn lại thiếu. Thế này thì có đủ hay không? Bãi quả đầu dường như là... À kia, có cạnh kia có bãi hiêu. Lùa một con hiêu về nhà nữa cho nó chắc củ. Lên đời xong thì sóc được một con ngựa giò luôn. Con voi như đang quay đầu. Quay đầu và chết chưa? Dường như là chết rồi. Rất may. Như vậy một bài hai quả dành cho Nhổn. Tươi rồi, đây rồi. Tôi bảo Nhổn có 4 voi mà. Đây là con voi thứ 4 Nhổn câu nó về nhà chính nhà mình. Rất hay cho Nhổn. Đóng B, đấy là BL. Đây là BL, đúng rồi, BM khua nhặng lên. Ơi cái nhặng lên. Đủ rồi. Ui, nó đóng bừa phứa đấy. Đóng té con tơ le đi. 9.5. Úi giời ơi, 9.5 của Nhổn, tươi rồi. Cắt dần chỗ này ra để ăn vàng. Lên chém 4 sớm. Bài này lên giáp trước và sau đấy lên công sau, bởi vì mình là người có lợi thế công. Ngựa giò đẩy luôn. Nhổn đang có một bài khá tươi, khỏe luôn. Ngựa giò sẽ đầy đủ công giáp.
Vâng, đây rồi, đầu cánh nhà của Choi, 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 Choi Son. Rồi, UZ cầm. UZ là người cầm Choi Son. À, Ajinomoto. Ồ, UZ là người cầm Ajinomoto. Thế như vậy bên kia là tứ quý chém rồi. Ajinomoto gặp phải Persian. Và tên này thì Persian của Nhổn sẽ phải chơi hết đống dân này của Ajinomoto. Nhiệm vụ của Nhổn sẽ phải như thế. Không chơi con hươu ăn lẻ cái đấy. Đúng rồi, thằng nông dân ăn hươu lẻ. Xúc luôn. Không, chạy dân khéo. Đúng rồi, chạy người giò khéo. Ajinomoto do Yugi cầm. Vẫn đang có con người giò truy đuổi theo Nhổn. Nhổn vẫn đang bị truy sát khá gắt. Sóc hay lạc đà đều. Đấy rồi, trong cánh là nhà Choi Son. Choi Son của Long Lòng Lợn. Long Lòng Lợn cầm Choi Son trong cánh. Tên này không có ngựa giò của Yugi vào thì Long Lòng Lợn có lẽ cũng sẽ chết. Không chém được Ajinomoto thì chém thẳng vào nhà của Long Lòng Lợn. Để cho Long Lòng Lợn yếu hẳn. Đóng cái BMW vàng, bay vàng này mà để hai con chém vào thì đúng là xong. Xong đời. Hai con sư tử, ối giời. Sao lại cho nó chạy qua miệng vậy? Một pha dụ dỗ khá tốt của game thủ Gunny. Tươi rồi, 26-32 nhưng bãi vàng có lẽ sẽ là địa điểm yếu nhất dành cho game thủ Gunny. Đóng một cái nhà phủ ở đâu? Đây rồi, không được. Hơi đen cho Yugi. Tên này không vào được nhà của game thủ đệ nhất sát cái. Bãi vàng cực xấu, một con ngựa giò ở đấy thôi đang khiến cho Gunny cực kỳ khó chịu. Bãi vàng xấu. Bây giờ thì chạy thẳng vào nhà trong cánh đi. Trong cánh là nhà của Long Lòng Lợn. Gunny vẫn chưa chém được nhà ai cả, chưa cắn được một dân nào.